Nam Mô Hộ Quốc Nhân Vương Bồ Tát. Đền Kỳ Sầm Linh Từ, nơi phụng thờ chính cung Quan Hoàng Thái Bảo Nùng Chí Cao, tức Quan Hoàng Bát Nùng, đền được tọa lạc tại xóm Phú Thịnh, xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km đi theo quốc lộ 3 hướng Hà Nội, Thái Nguyên, đi hết địa phận thị trấn qua cầu Đa Phúc khoảng 200 m rẽ trái. Đền được kiến tạo với lòng tôn kính và đạo lý uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ công ơn của các anh hùng dân tộc đã có công bảo vệ và xây dựng đất nước. Sinh thì vi tướng, thác thì vi thần, khi tại thế thì phò vua giúp nước, hộ quốc an dân. Khi thác đi thì hiển linh, khuôn phủ cho xã tắc cường thịnh, quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, chúng nhân cát khánh. Với cái tâm của thủ nhang họ Nguyễn, ngưỡng đức chư vị tiên thánh và người anh hùng dân tộc Nùng Chí Cao đã phát nguyện bồ đề, hằng tâm hằng sản cả trí và lực để kiến tạo, sáng lập ngôi đền Kỳ Sầm. Với địa thế sau lưng và bên hữu của đền, dựa vào dãy núi chạy dài từ Bảo Hà đi qua Tam Đảo về Sóc Sơn, một bức tường thành vững chắc, thể hiện sự trường tồn vĩnh cửu của ngôi đền với non sông cho các thế hệ mai sau. Trước mặt trông ra ngã ba sông Xà, xuôi về sông Bạch Đằng, rồi đổ về sông Hồng, một nhánh thượng nguồn sông Bằng. Non nước thật hữu tình, âm dương giao hòa, linh khí trời đất đã tạo cho bản đền mỗi khi có lễ đảo cầu mà tâm tưởng sự linh hiền của các chư vị tiên thánh cùng người anh hùng của các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Phi mã từ thượng thiên giáng về để bảo hộ muôn dân. Ông Nùng Chí Cao 1025-1053 là nhân vật lịch sử có thật, đại diện cho ý chí và sức mạnh của các dân tộc vùng cao chống lại các thế lực ngoại xâm để giữ gìn bờ cõi. Tên tuổi và hình ảnh Nùng Chí Cao được in đậm trong sử sách cũng như trong tâm trí của đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Năm 1041, ông Nùng Chí Cao đã được triều đại nhà Lý phong làm châu mục Quảng Nguyên và là Cao Bằng ngày nay, khi ông được cai quản một vùng đất rộng lớn bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Năm 1043, ông được triều đại nhà Lý ban sắc phong Thái Bảo, đây là một trong ba chức quan cao nhất triều Lý, và ban đô ấn Thái Bảo. Ông đã nhiều lần tổ chức lực lượng chống lại đẩy lùi quân Tống ra khỏi bờ cõi để bảo vệ biên giới. Sau nhiều lần vào sinh ra tử, quyết tâm bảo vệ lãnh thổ, trong trận chiến cuối cùng ác liệt với quân Tống có sức mạnh như vũ bão, nhưng với lòng quyết tâm phá tan quân địch để giữ yên bờ cõi, ông đã chỉ huy đánh thắng quân giặc. Nhưng tiếc thay đã có nhiều binh lính hy sinh và Thái Bảo Nùng Chí Cao đã tử trận. Triều đại vua Lý rất thương tiếc, để ghi nhớ công ơn của ông nên đã truyền cho nhân dân lập đền thờ và đặc chiếu phong làm Khâu Sầm Đại Vương. Các triều về sau đều ra phong cho ông Mỹ tự Khâu Sầm tế thế, an dân án ngoại, Ninh Thủy trấn dịch, Anh Nghị quả đoán hiển ứng thủy hưu, hộ quốc an dân đại vương. Tiếng thơm và anh linh của ông đã ảnh hưởng không chỉ có phạm vi trong nước mà còn có sự ngưỡng đức cùng chí khí của ông mà đã tới một số nước như Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Singapore. Trên đất Cao Bằng có nhiều nơi lập đền thờ ông để ngàn đời khói nhang như huyện Hòa An, Hà Quảng, Bảo Lạc, Thông Nông, Quảng Uyên, và ngày kỵ tiệc ông Nùng Chí Cao là ngày 9 tháng Giêng âm lịch. Để tỏ lòng tri ân và thành kính của họ Nguyễn thủ nhang, cũng là dịp để truyền dạy cho các thế hệ mai sau ăn quả nhớ người trồng cây sống tốt đời đẹp đạo, ghi nhớ công ơn các chư vị tiên thánh và Quan Hoàng Thái Bảo. Chính vì vậy đền Kỳ Sầm tại xóm Phú Thịnh, xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên lấy ngày 11 tháng Giêng hàng năm, nhất niên sự lệ là ngày khánh tiệc của bản đền phụng sự Quan Hoàng Bát Nùng, Nùng Chí Cao. Thank you.
bình an an vũ tông tông vào vào ác quả quả nguyên liên sâu thủ hoàng sâm ma núi chi anh a và giữ gìn phát huy di sản văn hóa dân tộc, vinh dự và tự hào cho đảng mẫu Việt Nam. Ông là một trong những vị đã được Chủ tịch nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu nhà nước nghệ nhân ưu tú. Đây là danh hiệu cao quý thể hiện sự quan tâm của Đảng và nhà nước dành cho cộng đồng những người thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt. Hôm nay, trong niềm vui hân hoan của ngày đại lễ khánh tán Lạc Thành, nhận lời cầu thỉnh của tân đồng đền nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Được đã quang lâm, loan giá khai quang vào sự vô địch để thực hành nghi lễ trong tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt. Các giá đồng đặc sắc của nghệ nhân ưu tú thực hành sau đây thể hiện những nét đẹp cho văn hóa tín ngưỡng của dân tộc cần được bảo tồn và phát huy. Mời thân đồng Nguyễn Văn Được loan giá phục hành.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
truyền qua quan tổng tổng thank you.
Thank you.
xanh. Thank you.
dòng ngâm sát trừ tình tình chóc chà. Bye.
ngày. Xuống võ trần quan quan Hãy
thành xuân một chiến trang nghi tông về thoại phù các ban các tòa thiên đình đình đều đều diêm la la chúa chúa diêm la chúa tây nhiều
đôi nước về tuần đường lại ngược lên chồng khách kèn
rồi ngài sai các tướng xoay thuyền về nhắm nước này truyền cho quân sĩ ai hàng buông chèo khắp nai trong tên vàng huy quang rực rỡ ngoài sân rộng hơn ở trường sông văn văn quan đi võ thông theo hầu lân dân hổ phục long trầu phương uy sa loa loa thanh giá hồi cung cung ban phong sắc rồng rồng choi choi ban phong nghĩ quyền quan đệ tử uy hùng dày dày ba thánh giá hồi cung lâm liệt tung hoành quan lớn tuần tuần uy gia lâm liệt tung hoành chư ta sát quỷ nên danh danh tướng tài bạch bạch hạc phong phong châu sự sự đề đề xa tắt dài lâu nhớ ơn đi tiền na tổ đời sau gió chiều đi vừa gặp gặp hồi bể nhiên sóng nặng nề chiều nghe bạch bạch nga thần phong phong công công quan tuần tuần tranh tranh lâm lâm liệt hoài kiều dân dân đi hộ phong phong công 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 các quan ai vì chuyện các quan cả văn văn yêu võ đường ban tàu hạ
lên trên vàng vương. Quan lớn bây giờ ngài loạn xa lên trước làm bảo hộ gia đình, sau xa tư chóc nghi ta tình phen này sao ai trần giữ biết tay. Văn sư sưng lên thương lại văn sư sưng lên thủy quan đệ ngũ ngài chưa biết rõ ràng vì cho từ từ chữ sinh chữ phú chữ quý khang linh họ trường vì cho vững mạnh đôi đường. Cửa nhà phú quý mọi đường anh thông sẵn sờ sờ tòng tòng tòng. Bảo phèn đắp
đắp khắp miền duyên hạ sông tranh nước nước cao mờ phù tô gian khi làm tôi thấy con
Toàn tài quá tuần lịch sử mà đang trai bất tử.